Ít nha. Khi mà tư duy đủ bằng tiếng Anh á, khi mà nguồn nghe đủ á, thì chúng ta sẽ nói được. Và khi mà tư duy đủ á, thì chúng ta sẽ tạo phản xạ và giao tiếp. Có một cái cách tạo phản xạ và giao tiếp, có một phương pháp học luôn, học sống chết với nó qua năm này tháng nọ thì cuối cùng cũng giao tiếp được, ok, nên các bạn đừng lo lắng. Và một điều nữa là, nói cái gì mà mình quên mất rồi, đó là mới có ý tưởng nói cái gì mà quên mất đi rồi ta. Đó là tư duy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chúng ta không cần dịch đâu, thật ra không cần dịch, không cần, có cần dịch không ta? Không cần đâu. Khi mà nguồn vào đủ thì chúng ta sẽ áp dụng vào ngữ cảnh luôn. They carried the baguettes into the kitchen. Nói chung thì chúng ta sẽ biết được vài từ cơ bản đúng không? Xong rồi chúng ta sẽ ghép vào cả cụm. They carried on the baguettes into the kitchen. Ok. Xong rồi là wow, not they, then they put in lots of bread and butter. Ok. They, I'm a, the, they. Then, and then, put in, nhưng mà chê kịp kiểu là put in, then they put in, lots of bread, br, 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 những cái âm mà br này, twinkle, và chúng ta cố gắng đọc liền nhau vào một âm nhỏ và một âm lớn, một âm thấp xuống và một âm này cao lên, ok, lots of bread, bread, red, 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 bread, bread, rồi, please, please. Nghe thì giống như lilies nhưng mà thật chắc là gọi please 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 and thank you, please and thank you, and butter butter a ba d d a d d a d d bad bad nhưng mà không phải là ba d nha, bad bad, đọc sau khi mà đọc đánh vần xong ba d bad bad, ngắn 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 ngữ điệu cho một câu lên, cho một từ lên là nó cũng hay rồi. Butter, eggs, eggs, nhiều lắm, eggs, and, nè, âm mở miệng nè, and cheese, cheese, âm cho, is, cheese, okay, apples, apples and bananas, apple and grapes and banana, apples, hai apple nè, apples, xong rồi, and, apples and, grapes, grapes and apples and grapes and bananas. Apple, gray, a gray, grapes and. Chúng ta khi mình luyện là phải mở căng cái miệng ra. Tiếng Anh là như vậy, lưỡi, miệng, họng, họng nặng nặng xuống. Apples and grapes and bananas. Bananas, okay. Sau khi mà đọc nhanh thì cơ miệng của chúng ta nó sẽ không bị cứng nữa. Và apples and bananas and grapes. Okay, can you give me apples and grapes and bananas? Okay. Chúng ta thuộc và nhớ và nói à. Bây giờ nó luôn ở trong đầu mình. Grapes, bananas and apples and so many fruits. Okay. Many, many fruits. Rất là nhiều trái cây. Apples and bananas. But where the bag is for? For, for, u, u, o, for, for, bag is for. Ai mà lỡ có đọc full full thì phải trở về là for nha. Bag is for. For, for, for. Where's the bag is for? Nó đầy rồi sao? No, no, no. Come on, let's go to the next page. Đọc một trang tiếp theo nhé. So, they put in popcorn, 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 corn, popcorn, popcorn, popcorn. Đó, nó rồi popcorn, popcorn, popcorn. Đọc không được một từ thì đọc popcorn, 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 popcorn. And, and, and nuts, 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 and nuts. Popcorn and nuts, popcorn and nuts. Xong rồi chúng ta sẽ and nuts, popcorn, popcorn, popcorn and nuts, popcorn. And đọc từng từ xong rồi nối lại một câu, phương pháp có hết rồi, giống như alas, 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 alas,
people, a lot of people, a lot of people. Từ từ như vậy là nó sẽ được khác á. Không có gì khó. Xong rồi là cookies, cookies and cake. And cake. Cookies and cake. Great. And cake. Good. And cake. I'm sorry. And cake. Mình tưởng là cái bánh gì khác nữa. And cake. Thì nó cũng là bánh, mà đại khái là bánh. And cake. But where's the bag is for? But where's the bag is for? No. Khi chúng ta đọc với con, chúng ta cũng diễn tả như vậy. Chứ không mà đọc tiếng Anh không, Hồng không vui là nó buồn ngủ lắm luôn á nha. But where's the bag is for? I know what we need. I know what we need. I know. Gì cũng được mà I know what we need. Khi các bạn mà khi mới học thì nên nghe thêm nguồn nghe đi nha. Đó. I know what we need. Said Mama Pig. And she went to the phone. Trong tiếng Anh thì nó sẽ có những cái âm dễ, âm khó đúng không? Nhưng mà chúng ta khó cũng được, không tiếp tục được. Dễ là càng được, mày khó là phải vượt qua. Đó. Trường đời nó dạy ta vượt qua mà, đúng không? À, dễ mà. She went này quá cái cục. Went. She went to the. Nhìn tới những cái âm nào thì chúng ta sẽ bật ra ngay cái âm đó. The. She went to the phone. Âm này O-N. Âm ơ ủ á, nguyên âm đâu ơ ủ vậy. O-N phone. Các bạn sẽ rất tiếc khi mà các bạn nghe mình nói như vậy, các bạn thấy hay lắm, nhưng mà rất tiếc khi các bạn không học ngữ âm, không nắm được 44 âm đó là gì, các bạn không biết mình đang nói cái gì đó. Owen chỉ có tương tự đó rồi, nguyên âm đâu O xong rồi N. Owen âm nở N. Owen phone. Phone không phải phone nha. Phone. And she went to the phone. Soon a truck. Yeah. Soon a truck. Soon a truck came to the house. Came to the house. Soon a truck came to the house. Soon a truck tr nhưng mà khi đọc nhanh thì nó sẽ truck truck. Soon a truck came. Không phải came là came to the house. House. Như vậy. Came to the house. Không phải came to the house. Không phải giống như tiếng Việt nha. Came to the house. Nó nặng và nó ngữ điệu nó hay như là cái cách phát âm và cái ngữ điệu của câu nói. Cái văn hóa khoa học. What was in the truck? What was in the truck? Can you tell me what was in the truck? What was in the truck? Pistol. I'm not that blah. Piece. But Piece. Pizza. Nói tiếng Anh nó chủ yếu là những cái cụm mà nói hay là nó hay. Lots of people. I'm a lot of pizza.
sticky pieces. Ooh, 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 ooh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. 抖音里面呢，五飞上了 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 好，你看 em khó nhưng mà cái kéo dài nó là để cho nhớ, cho cái não bộ chúng ta nó vui thì nó sẽ nhớ. À, xong rồi. Now, now, ow, now, the baggage were full.Off we go, off we go. Mình cũng không biết cái cụm off we go này là gì, nhưng mà đã đến giờ đúng không? Off we go, nó được cái dịch nó là off we go thì off we go. À, đây là pick thì đây là pick nha, không dịch. Now the baggage were full. Off we go, off we go. Set the mama pick, set the mama pick.Các bạn nghe nhiều giọng mình thì bị ảnh hưởng, nhưng mà nghe nhiều giọng máy là giọng máy nó hay hơn rất là nhiều đó. But the mama the pig family, các bạn đọc. But said mama pig, but the pig family did not go anywhere, did not go anywhere. But the pig family did not go anywhere. Why? Tại sao vậy? But khi bạn hiểu cái cụm nó, bạn sẽ diễn đạt được cái cụmBut the family did not go anywhere. Why? No. But the pig family. Và sao gia đình pig lại không đi bất cứ nơi đâu vậy? Didn't. Nó sẽ đọc nhanh là did not. Nhưng mà nó sẽ viết phiên âm D-E-N-D-E-N-T-D-E-N-T-D-E-D-D-E-D-D-E-D-D-E-D-âm n, âm n và âm th, nó có dấu mốc lên là nó phải tắt cái nốt á, là chúng ta đọc là dien 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 d d n d n t d n t d n, nó sai hơn là did not. Okay, dien. The but the pig family didn't go anywhere, anywhere. Anywhere, nghe từ điển nào không? Anywhere. Đếp từng câu từng chữ. The baggage were too heavy. Oh, I know the reason why they pick family did not go anywhere. The baggage were too heavy. Oh, nặng, heavy, okay? The baggage were too heavy, heavy. Mình làm đồ heavy. Vì cái giỏ rất là nặng, sao mà?Oh no, said the little pigs. We cannot have a picnic. Have a. We cannot. Have a. Nè, những cái âm nối này chúng ta phải để ý nha. Have a luôn. Have a. Have a. Không có a thì là have a picnic. Picnic. We cannot. We cannot. 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 A. Can't. Not. Cannot. We cannot.Have a picnic. We cannot have a picnic. We cannot have a good picnic. And what will we do now? What? What will? Y ngắn y o đủ âm nha. Will. What will? We go now. We do now. Do now bây giờ nó sẽ làm gì? Huh? Do now. Now ai cũng ngồi chấm cằm. Oh no. What?Will we do now? What will we do now? Cannot have a picnic. I know. Oh, said Mama Pig. We will have a pizza party. Pizza party. Chúng ta sẽ có một cái buổi tiệc pizza nha. I know, Mama Pig. We will have a pizza. Have a pizza picnic. A pizza party.Party. Mình tin là đến đây là ngữ điệu. À, đến đây là cái âm của các bạn đã vô cùng nhớ, vô cùng bối rối âm đó là gì rồi. Bây giờ mình nhắc được cái âm đó là bây giờ ngắn như thế nào là nó ở trong đầu các bạn hết rồi. Tại sao chúng ta luyện tập như là tự động nó nhớ vô, không cần phải thuộc. The pig family ate. The pig family ate all the pizza. Well, they were have a picnic, and so the pig family ate all the pizza. Gia đình pig ăn tất cả những cái pizza này luôn. Okay, ate, ate,
quá khứ là eat, I like to eat cho mọi người ate, quá khứ là ate. O âm o dài xem o này, o dài xem o ate all the pizza. And what did they do with the bread and butter? What did they do with the bread and water and butter? Đó là những cái phản xạ mà các mẹ phải tập đó. Bây giờ mình hỏi các mẹ. And what did they do with the bread and butter and eggs and cookies and cake and all the other food and all the and all the other fruit and all the other fruit? What did they do with the bread? What? And mommy and what did I'm eat did what did they they do what did they do? Nhớ các bạn nhớ nha, luyện nha. They do nó hơi nhiều, hơi dài, hơi mệt á, nhưng mà không sao, cứ cùng cái đồng hành cùng mình đi, năng lượng lại lên. Nếu là mình mệt thì chúng ta phải nghỉ. Ok, what did they do with the bread and butter and cookie. Who took the cookie from the cookie? Yeah, I like cái bánh từ cái bánh này. Cookie. Okay, chocolate cookie. You would like to chocolate cookie. Các bạn có muốn một cái bánh cookie màu sô cô la không? And cake. A cake. And all the other fruit. The other. Nhớ nè, nguyên âm là o đúng không? The other, không có the other. The other nó bị lẻo á, phải là the, âm là the không the. The other food, the other food. Okay, what vui vẻ luôn. They ate it. Nè, they ate it. Nè, they ate it. Và chúng ta sẽ nói a có phải là ate it. They ate it. Of course they ate it. Of phải nhớ cái âm đuôi nguyên âm phụ âm cuối nè. Of course. Nhiều như vậy thôi nha, mà nó k o Of course. They ate it, of course. Nhớ luyện nha, of course. They ate it, of course. Rồi, tóm lại là nó hơi dài, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nhớ được bát đà nữa. What is it? This is a pig. This is a pig, mama pig. What is it? This is the window. What is this? Window, yeah. What is this? This is a bird. Hai cái chim. Buzz. Nói là chúng ta bật ra luôn âm z. Buzz. Sun. Sun. Mặt trời có thể là ánh dương cũng được. Sun. Dịch thì dịch mặt trời, nhưng mà nó là ánh dương nó hay hơn. Cái nghĩa của văn phong của tiếng Anh nó hay lắm. Sun. Yeah. Sunglasses là người ta dịch là kính râm, hoặc là mình sẽ dịch là sun mặt trời, kính che phủ mặt trời, che phủ cái ánh nắng mặt trời thì là kính râm. Sun. Okay. Baggage. What is this? It's a baggage. Can you tell me where is the sun? Where? Okay, good. The sun, is yellow. Đó, chúng ta sao? Từ những cái câu đó, cơ bản chúng ta ghép lại, nó ra phản xạ. Pig, little pig. Chúng ta ôn lại từ vựng nha. What is this? Butter. It's the butter. Bread.
man, cheese, eggs, grapes, apple. Chúng ta gặp nhiều, chúng ta ăn, chúng ta cảm nhận, chúng ta thưởng thức thì chúng ta sẽ nhớ được ngay lập tức à, ở chỗ đó là gì, hoặc thậm chí là không thuộc thì mua giấy về dán quanh nhà đi, làm nó ra à. Đơn giản vô cùng. Mình cố biết vì sao mình thu nạp được một lượng từ vựng khá lớn. Popcorn, popcorn à, cứ qua năm tháng là nó tích tụ lại. Bananas, ooh, so many bananas. Bananas so delicious, right? Jam, jam, honey, nut, nut, nut. It's nut. À, it's honey. Honey là giống như mật ong á. Honey, nuts, cookies, jam, jam. Okay, jam. Nó giống như là mình cũng biết jam là cái gì ta? Jam là dạng như là cái dâu tây, nước sốt. Nước sốt, nước vô tay gì đó, vô tay mà người ta xây nhuyễn là gì đó. Chain, gọi chung là chain. Hoặc là phone, 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 oven, phone. Cake, cake, a cake, cake. Cake, 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 cake. Chúng ta đọc quen. Cake, cake, cake. Nhẹ vậy được rồi. Cake, oh, cake, cake, cake. House, house, house. Track, tracks, track, track, track. Book, book, book. Pizza. Nhớ cái từ này nè, không có đọc pizza nè. Pizza, okay. Đây. Chúc các bạn thành công trong cái quyển sách. Các bạn có thấy trên đột một quyển sách mà nó khó nó dài không? Có gì đâu khó, nên yêu thích, nhìn yêu thích tiếng Anh thì ngồi đọc, thậm chí mình yêu thích tiếng Anh rồi mình phân tích cho bạn thì cũng đâu có gì đâu có mệt, chỉ quan trọng là chúng ta sắp xếp thời gian như thế nào, chúng ta luyện tập như thế nào thôi. Đó, còn rất là nhiều cái hứng thú để chúng ta học. Đó, hy vọng là các bạn xem video này xong sẽ có một cái tinh thần luyện tập thật là nhiều. Ok, và quên nhớ quay video trả lời cho mình nha. Ok, mama pig, now I go to the chicken. Ok, I go, I am, I carry, okay, what? I carry what? I carry the book into the chicken, into the kitchen, into the kitchen. Mình sẽ mang cái cuốn sách này into the kitchen, đi vào nhà bếp nha. Nhớ là phải học áp dụng mẫu câu, từ vựng mẫu câu đó như thế nào vận dụng vào ngữ cảnh thì các bạn sẽ nhớ rất là lâu. À, nếu chưa nhớ thì làm cách nào đó để nhớ cũng được. À, không cần mấy móc. Tự mình có thể sáng tạo. Khi mà mình vui rồi là mình điên lên rồi là mình học tiếng Anh nó vui lắm. Ok. Wow. Bye bye. See you next time.